Đây là bài viết Đừng chết trước khi đến Bangladesh của tác giả Hiền Trang. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Thế tại sao lại đi Bangladesh? Từ câu hỏi đó lại có một loạt các câu hỏi biến thể khác sổ ra khi tôi kể là sẽ đi Bangladesh. Tôi ngập ngừng, thì đi chơi thôi, tất nhiên là đi chơi, nhưng thành thực thì tôi cũng không biết tại sao lại chọn Bangladesh. Sau này thì tôi còn nói với Jaffa, host của tôi, và Phương, bạn tôi, ở Dhaka, rằng trước khi đến đây, tôi cũng không tưởng tượng được ra ở đây có cái gì, vùng đất này xuất hiện trong đầu tôi chỉ như một cái tên. Điều duy nhất mà tôi biết về Bangladesh là Concert for Bangladesh mà những năm 70 George Harrison, chàng bọ trầm lắng của The Beatles, cùng với những người bạn như Bob Dylan, Ravi Shankar, Ringo Starr, Eric Clapton, Billy Preston tổ chức. Nhưng cũng không phải là tổ chức ở Bangladesh nữa, mà là tổ chức ở New Yorker. Hôm ấy là đêm cuối cùng ở Dhaka, sau một ngày dài bình yên dạo chơi trong rừng và đồi chè thơ mộng, chúng tôi trở về mua 3 cây kem ốc quế rồi leo lên mái nhà của Jaffa ngắm sao. 11:30, giờ này ở Hà Nội là 12:30, giao thừa vừa qua nửa tiếng, pháo hoa vừa dứt. Chắc là cha mẹ tôi vừa ăn cơm bữa tân niên một mình, nhưng ở đây thì không có cảm giác gì của Tết. Chỉ có một bầu trời sao, một chiếc trực thăng trao qua lượn lại và Dhaka ồn ào không bao giờ ngủ. Đột nhiên tôi nghĩ rằng có lẽ cái khoảnh khắc Tết ấy cũng chẳng quan trọng như người ta nghĩ. Nói ngắn gọn cũng chỉ là khoảnh khắc chuyển giao từ ngày thứ 5 sang ngày thứ 6. Em xem rất nhiều phim nhưng đa phần em chỉ xem một lần, không phải vì phim không hay mà chỉ vì em cảm thấy một lần là đủ rồi, vậy thôi. Rất ít bộ phim khiến em muốn xem đi xem lại. Nhưng Bangladesh với em chính là bộ phim em muốn xem đi xem lại như thế. Tôi nói với Jaffa. Còn gì nữa không? Anh hỏi. Bọn em nhất định sẽ quay trở lại. Đó là một lời hứa mà chúng tôi không muốn phá vỡ. Quay lại với câu hỏi tại sao lại đi Bangladesh, tôi rốt cuộc cũng không có câu trả lời. Nghĩ đến Ishmael trong Moby Dick khi người ta hỏi tại sao anh ta lại muốn đi săn cá voi, anh ta đáp. Vì muốn ngắm nhìn thế giới. Vậy cứ cho là vì muốn ngắm nhìn thế giới. Hãy gọi tôi là Ishmael nhiều năm trước, chẳng rõ chính xác là bao lâu, khi không một xu dính túi và chẳng còn gì trên cạn hấp dẫn với tôi nghĩ mình sẽ ra khơi và ngắm nhìn nước trên thế giới. Câu đầu tiên của Moby Dick mà tôi luôn luôn thuộc. 1. Chuyện này đã từng kể rồi, rằng chúng tôi chỉ lấy được visa vài giờ trước khi bay, mà lẽ ra nếu không ăn dầm nằm dày ở đại sứ quán tới 8 giờ tối ngày thứ 6, nếu không có sự tử tế của anh Phong ở đại sứ, chắc có lẽ tôi cũng đã bỏ cuộc và coi như mình không có duyên với Bangladesh. Cả sân bay ở Dhaka dường như chỉ có hai chúng tôi là phụ nữ, còn đâu đều là đàn ông, rất nhiều đàn ông. Cứ như trong Tây Du Ký có nữ nhi quốc thì ở đây là nam nhân quốc vậy. Khi đến nơi thì Jaffa dường như đã đợi chúng tôi từ rất lâu rồi. Jaffa cao và gầy, điều đó càng rõ hơn khi người dân Nam Á thường thấp và múp míp. Anh ta có đôi mắt sáng biết cười và rất hay cười. Đường về từ sân bay tới nhà Jaffa chỉ độ 15 cây, nhưng phải đi tới hơn một tiếng đồng hồ vì tắc đường. Đường ở Dhaka, ngày hay đêm đều tắc. Giờ cao điểm nhất của Hà Nội có lẽ cũng không tắc bằng Dhaka với hơn 20 triệu người chia nhau 306 km². Những công trình xây dở, những chiếc xe tải hầm hố như những con quái thú chạy lơ đơ trên đường, những chiếc xe kéo, sặc sỡ hoa hòe hoa sói theo kiểu Ấn giáo, những chiếc xe buýt cà tàng phụt ra dòng hắc khí đen xì, người đông như nêm, qua lại chóng mặt, không biết họ đi đâu nhưng lúc nào cũng thấy họ tất tả đi. Trên vỉa hè, trên lòng đường, không một kẽ hở nào mà không có người cả. Mấy năm liền, Dhaka được xếp là thành phố ồn ào nhất thế giới. Dù ồn ào nhưng cái suy nghĩ rằng mình đang ở một thế giới khác thực sự làm tôi nhẹ cả lòng. 2. Ở Dhaka này, 15 phút thôi là cả một sự khác biệt. Nếu xuất phát lúc 7 giờ, mình sẽ đến nơi đúng giờ. Nhưng nếu xuất phát lúc 7 giờ 15, chắc chắn mình sẽ muộn 2 tiếng. Jaffa nói với chúng tôi, hôm nay chúng tôi xuất phát lúc 7 giờ 30. Anh đưa chúng tôi tới khu chợ đầu mối, đường vào chợ nằm quanh một đường dây tàu. Những người bán hàng ngồi la liệt ngoài đường, đến 9 phần lại là đàn ông. Đàn ông ở đâu nhiều khiếp, mùi chợ nồng nặc là tổng hợp của đủ thứ mùi tanh tưởi của cá mú thịt thả. Đến đây tôi phải nói rằng mình có một niềm ưa thích quái lạ với mùi của những khu chợ búa. Ở Hà Nội, thi thoảng tôi lại qua chợ hôm, có khi đi bộ từ nhà ngoại tới chợ Đồng Xuân chỉ để ngửi mùi chợ. Cái mùi ấy tôi gọi là mùi cuộc sống. Những con quạ bay dợp chợ, chia sẻ không gian với con người. Ở đây có lẽ quạ không phải là điềm báo của cái chết, mà là điềm báo của sự sinh tồn. Người Bangladesh gọi chỗ này là Dollywood.
như một sự so sánh cay đắng với Hollywood hào hoa hay là Bollywood rực rỡ. Nơi đây, những người đàn ông Hồi giáo râu dài, mặc những chiếc áo vải, đi đôi dép cáu bẩn, đội trên đầu những chiếc rổ lớn, có khi đựng hoa quả, có khi đựng rau dưa, có khi là rổ rỗng. Khi ngủ, họ ngủ trong những chiếc rổ đấy. Vì nếu không ngủ trong rổ, cái rổ sẽ bị kẻ khác ăn cắp mất, Jaffa giải thích. Một điều đặc biệt ở Bangladesh đó là họ không có nhiều khách du lịch. Nếu có, đa phần đều đến từ những nước lân cận xung quanh. Hiếm hoi lắm mới có những người Đông Á hay những người phương Tây đặt chân lên xứ sở này. Bởi thế mà khi tôi và bạn tôi đi qua, tất cả cùng ngước mắt nhìn với ánh mắt tò mò, ngạc nhiên, giống như người Việt mình xưa thích thú khi thấy các ông Tây vậy. Visit Bangladesh before a tourist comes. Câu này tôi đọc được trên một tấm áp phích ở tòa nhà Quốc hội. Đến thăm Bangladesh trước khi khách du lịch đến. Tôi luôn là người muộn màng trong mọi sự, nhưng có lẽ lần này tôi đã đến sớm chăng? Chúng tôi đi đến đâu, người ta cũng ào ra xin chụp ảnh. Có lần đang đi thì chúng tôi bị một bác cảnh sát tóm lại, đang lo ngay ngáy không biết là mình đã chót dại làm gì sai. Thì vỡ nhẽ, bác muốn xin kiểu ảnh selfie. Có người không biết ngôn ngữ thì cứ nhìn mải miết theo chúng tôi, như muốn nói rằng, này, tôi đang ở đây, cho tôi một bộ ảnh được không? Chúng tôi quay lại, giơ điện thoại lên, đã thấy họ làm dáng vô cùng chuyên nghiệp. Nói chuyện chụp ảnh làm tôi lại nhớ tới từng đọc một chuyện ngắn của Dazai Osamu. Chuyện ấy thế nào tôi cũng không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ có một đoạn, hai vị khách du lịch nhờ nhân vật chính chụp cho mình một bức chân dung lấy cảnh núi Phú Sĩ sau lưng. Vị khách giương máy lên, nhưng cuối cùng trong giây lát, anh chỉ chụp núi Phú Sĩ. Lý do mà tôi hiếm khi chụp chính mình khi đi du lịch có lẽ là như vậy. Đơn giản vì tôi không muốn xuất hiện trong khung cảnh đó, không muốn phá vỡ sự cân bằng của nó. Khung cảnh không cần tôi để trở nên đẹp đẽ hơn. Đang đi hiên ngang giữa chợ thì bỗng nhiên mấy người ở hai bên đường xô ra kéo chúng tôi về phía họ. Bị bất ngờ tôi hoảng hốt, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghĩ đến lúc trước khi đi mọi người đều bảo Bangladesh nguy hiểm lắm đấy, tôi rùng cả mình. Tôi cứ tưởng bọn họ định làm gì chúng tôi. Hóa ra không phải, một chiếc tàu hỏa đang lao tới và nghe tiếng còi tàu từ xa, tất cả mọi người trên đường tàu giạt hết ra. Ừ, thì đúng là nguy hiểm, nhưng không phải kiểu nguy hiểm mà tôi mường tượng. Buổi chiều, ba chúng tôi đi tới tòa nhà Quốc hội Bangladesh, một trong những kỳ quan kiến trúc của thế kỷ 20. Chuyện kể rằng, Louis Kahn, kiến trúc sư tạo nên công trình vĩ đại này, vào năm 3 tuổi, khi nhìn thấy luồng ánh sáng xinh đẹp phát ra từ những mẩu than cháy trong bếp lò, ông liền thọc tay vào nghịch, để rồi trên gương mặt mãi mãi hẳn in những vết sẹo dài chằng chịt. Nằm trên một bờ hồ trong vắt, tòa nhà Quốc hội Bangladesh mọc lên như một đại thành rộng lớn màu xám bạc. Khan, với tình yêu cuồng nhiệt dành cho ánh sáng, đã kỳ công tạo nên một thiết kế tôn vinh ánh sáng như những nền văn minh nguyên thủy đã tạo ra Stonehenge. Những mê cung dài xoắn ốc, những phòng ốc nối tiếp nhau khiến tôi cảm thấy như thể mình đang đi trong tòa lâu đài Hogwarts của Harry Potter vậy. 4:30, phiên họp quốc hội sẽ bắt đầu, vì thế ba chúng tôi phải mau chóng đi hết một vòng trước khi những chính trị gia đến để nói những diễn ngôn hùng hồn hay đơn giản là ngủ một giấc ngon lành nơi góc khuất. Phòng họp quốc hội có một dòng chữ thật lớn vinh danh Thánh Allah, một chiếc ghế lộng lẫy dành cho người chủ tọa, chiếc ghế của bà thủ tướng khiêm nhường, giấy tờ đã dọn trên bàn sẵn. Thật tiếc tôi chẳng thể hiểu tiếng Bangla để có thể nghía ké vài câu. Kể lại một chút hành trình xin vào nhà quốc hội, vì để hộ chiếu ở phòng nên chúng tôi phải đi ra hàng tìm hàng photo, scan, chụp ảnh thẻ để có đủ giấy tờ hợp lệ. Hàng photo của Bangladesh cũng giống như những hàng photo của Hà Nội thôi, trừ một điều, hình như họ không photo phao thi thì phải. Tôi không thấy nhiều giấy tờ chồng chất lắm. 3. Có một chàng trai thế này. Anh ta chán ngán những thứ tầm thường xung quanh mình. Anh chán nhà cửa, chán những món ăn, chán hết sự vô vị giam hãm anh ta trong cuộc sống bần hàn. Anh ta thích cung điện, thích sự xa hoa, anh thích những bức tranh mô tả đời sống hoàng gia của Van Dyck. Nhưng cuối cùng, anh ta lại được gợi ý đi tới các phòng tranh của Jean-Baptiste Chardin, là một người chuyên phác họa những thứ nhàn nhạt như là một người đọc sách, một đĩa hàu, một lát tranh. Đấy là nội dung một bài tiểu luận của Proust dạy con người cách tìm hạnh phúc ở những điều đơn giản. Nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Dhaka không đẹp như nhà thờ ở những vùng đất khác, Jaffa nói với tôi. Anh không tỏ ra khiêm tốn mà đúng là như thế thật. Bên trong giáo đường nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Dhaka không sang trọng nguy nga như những giáo đường đạo Hồi tôi từng có dịp ghé qua. Những chiếc chăn màu đỏ xếp đầy trên sàn, sàn nhà không sáng lóng, chăn nhà vương bụi, không gian hơi tù mù và ẩm thấp. Khi chúng tôi đến thì đã quá giờ cầu nguyện, giáo dân đều đã ra về, chỉ còn lại duy nhất một người đàn ông trẻ tuổi. Tới một góc đọc kinh khấn, quỳ xuống rồi lại đứng lên mấy lần liền.
đẹp hay xấu chỉ nằm trong mắt những kẻ chẳng hiểu gì như tôi. Còn với những con chiên tin vào Thượng Đế, giáo đường này là nơi thiêng liêng nhất. Chúng ta học cách yêu một điều, dù bề ngoài điều đó không hoàn hảo. Vị tu sĩ của nhà thờ cho phép chúng tôi đi lên những tầng gác trên, nơi chúng tôi có thể thấy mái nhà hình tròn của nhà thờ từ sau khung cửa sắt đã khóa. Tôi bắt được những bức ảnh ưng ý nhất của mình khi những mảng tối và mảng sáng đan xen như mặt trời và mặt trăng. Và ở đằng xa kia, một con đại bàng cô đơn đang đậu yên ngắm nắng. Ngày xưa, vì đã quyết định cải đạo vì khung cảnh yên tĩnh này đúng không? Rời khỏi nhà thờ khi đã quá trưa, Jaffa dẫn chúng tôi ra bến tàu và bắt đầu chuyến ngao du như Tom Sawyer và thằng bạn Huck Finn của nó. Con thuyền nan vượt con sông rộng lớn, Jaffa nói rằng bốn bể Dakar đều là nước, nếu muốn ra khỏi Dakar thì nhất định phải vượt qua những bờ nước mênh mông. Phía bên kia sông là một thế giới hoàn toàn khác biệt của những người đóng thuyền bè cỡ lớn. Jaffa hỏi chúng tôi rằng đã bao giờ tới gần một miệng núi lửa chưa? Chúng tôi lắc đầu. Anh nói nơi đây cũng nóng như miệng núi lửa vậy và nguy hiểm lắm. Nơi họ rèn những chiếc quạt tua bin tàu thủy. Quả là nóng thật, cái nóng hầm hập như có cả một lò lửa bốc lên mặt chúng tôi, cùng cơ man bụi. Những người lao động nghèo ở đây đều thích thú khi thấy hai cô gái Việt Nam lang thang trong ngôi làng của họ. Họ thân thiện hỏi chuyện dù chúng tôi chẳng hiểu gì. Một vài đứa trẻ làm dáng cho tôi chụp hình bên những thanh công cụ kỳ quặc của chúng. Để chúng tôi thấy rõ quá trình làm một con tàu, Jaffa dẫn chúng tôi leo lên một con tàu lớn đang xây dở. Con tàu cao độ 3 mét, để leo vào boong tàu phải trèo một chiếc thang gỗ treo leo với những mấu bé tí đặt nghiêng tựa vào thành tàu. Những người làm việc hăng say trong khoang tàu, họ làm gì tôi không biết, chỉ biết họ đang làm những việc phải làm để sống, để kiếm chưa đầy 100 đô la mỗi tháng, để nuôi thân, nuôi cả gia đình. Tôi xin được thử tô sơn cho một con tàu ruột vàng, cần tô màu cam. Họ đồng ý. Ngày nhỏ tôi thường nghĩ rằng mình cần học thật giỏi để sau này lớn lên có việc làm trong những tòa cao ốc có điều hòa. Với tôi khi ấy điều hòa nghĩa là hạnh phúc. Vậy mà giờ đây, khi tôi đã làm việc trong những tòa cao ốc có điều hòa, tôi lại không hạnh phúc như mình đã tưởng. Tôi thường nói với bạn bè rằng ước mơ của tôi đơn giản lắm. Đó là có một hàng bánh mì kebab hoặc một quán cơm nho nhỏ, dù tôi hoàn toàn tệ hại trong việc nấu ăn. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy những người bán cơm gần nơi mình làm việc cố gắng nấu những món cơm thật ngon cho khách, tôi lại nghĩ đó mới là hạnh phúc. Có thể khi tôi có một quán cơm, tôi lại chẳng thấy có gì hạnh phúc nữa và lại muốn lao vào văn phòng làm việc. Biết đâu đấy, dẫu sao lúc này khi cầm cây chổi dài và nặng lăn từng vòng trên chiếc thuyền con, tôi biết mình đang hạnh phúc. Chúng tôi cứ trôi dạt từ những nơi màn trời chiếu đất rồi lại tới những nơi lộng lẫy xa hoa. Cung điện màu hồng ven sông, chúng tôi nằng nặc đòi vào bằng được vì nhìn từ xa trông nó đẹp như cổ tích. Tòa nhà ấy được một lãnh chúa xây dựng nên chỉ để vui chơi thỏa thích. Một tòa nhà đẹp như hòn ngọc lung linh. Nhìn những phòng khách, phòng nhảy, phòng ăn, phòng ngủ với nào là bát đĩa bằng vàng bằng bạc, những chiếc giường gỗ trướng rủ màn chè, những chiếc gương tinh hoa kỹ nghệ. Tôi tự hỏi những người từng sống ở đây nhiều năm về trước, họ có hạnh phúc bằng tôi khi sơn một chiếc thuyền. 4. Em muốn đi xem tàu hỏa. Bạn tôi bày tỏ nguyện vọng. Ngày thứ năm đáng ra là một ngày để nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng lại trở thành ngày phiêu lưu mạo hiểm nhất. Đi xem tàu hỏa chỉ là cái cớ, thật ra chúng tôi muốn ngồi trên nóc tàu hỏa xem nó thế nào. Ở Nam Á, người ta vẫn còn ngồi trên nóc tàu hỏa thường xuyên. Dù không muốn cho chúng tôi đi, nhưng cuối cùng, sau khi nghe chúng tôi lèo nhèo quá nhiều, Jaffa đành phải nhượng bộ. Leo lên nóc tàu hỏa chạy về phía bìa rừng, gió tạt ngang mặt mũi, cả thành phố xình xịch chạy lại phía sau. Những khu ổ chuột, những sân golf, những căn hộ san sát, những khách sạn 5 sao, định nghĩa của thành phố đơn giản là tất cả những gì trái ngược nhất gộp vào làm một. Tôi cứ mong tàu chạy mãi không ngừng nghỉ, chạy đến rừng, chạy đến biển, chạy đến ngân hà hay thiên hà hay chạy đến các vì sao. Có cảm giác như thể được xuyên không về Việt Nam vài chục năm trước thời bao cấp khi người ta vẫn còn nhảy tàu. Nguy hiểm thì có vấn đề gì? Cha ông ta đều đã từng sống như thế và cha ông ta vẫn sống, chẳng lý gì chúng tôi lại không sống. Khi chúng tôi xuống được tới nơi, người dân xung quanh bu lại mắng Jaffa vì đã để chúng tôi làm chuyện mà nguy hiểm quá. Thật ra thì cảm ơn anh vì đã giúp bọn em có những ngày tuyệt nhất trong cuộc sống của mình. Tôi phải nói với anh như vậy để tránh việc anh cảm thấy có lỗi, nhưng mà tuyệt nhất thật chứ bộ. Tối chúng tôi lại đòi vào rạp chiếu bóng xem phim, mà nhất định là phải xem phim Bangladesh, dù một chữ mù cũng không hiểu. Về muộn, những rạp lớn đều đã đóng cửa, chỉ còn một rạp nho nhỏ tựa rạp Ngọc Khánh ở Hà Nội. Phim đã chiếu qua bán, nhưng chúng tôi vẫn xin xỏ để vào xem. Bộ phim chúng tôi xem kể về một cặp tình nhân bị hai gia đình phản đối.
Phim làm thệ đến nỗi, cả rạp cứ cười ồ ồ mỗi lần đến đoạn đáng lý là để xúc động. Diễn viên diễn như diễn kịch, bối cảnh sơ sài, nội dung hàm hồ phi lý. Chưa kể trên phim cứ xuất hiện liên tục những dòng chữ trắng kiểu copyright trên những tấm ảnh stock. Phim thế này mà cũng đem ra rạp chiếu được thì cũng giỏi thật. Những ngày ở Dhaka, nhờ Jaffa, chúng tôi được tham gia vào đủ các lễ lả hội văn hóa của người thị thành Bangladesh. Có hôm anh dẫn chúng tôi vào hội sách lớn nhất Nam Á, tôi xà vào một hàng mua một tuyển tập truyện ngắn của Humayun Ahmed được dịch sang tiếng Anh. Thế là nhanh như cắt, một phóng viên chạy ra xin phỏng vấn. Humayun Ahmed, theo Jaffa nói, là nhà văn đương đại nổi tiếng nhất của nước Anh. Ông mới qua đời vài năm trước, có cả một gian hàng rách rộng chỉ bán đúng sách của vị tác giả đã từng sáng tác hàng trăm đầu sách này. Rồi chúng tôi phát hiện ra Jaffa là chủ một nhà phát hành sách ở Dhaka. Hôm trước thì anh chỉ cho bọn em cái cây anh trồng ở tòa nhà chính phủ. Hôm trước nữa thì anh dẫn bọn em vào xem xưởng dệt của anh. Rồi cả cái dự án trồng mấy triệu cây xanh của anh nữa. Và nhà hàng thì biết là anh đã từng đi chạy bàn. Giờ vào hiệu sách thì anh lại thành chủ hiệu sách. Có cái gì mà anh không làm nữa hay không? Chúng tôi hỏi anh. Jaffa làm sách không phải để kiếm tiền. Anh còn bảo mình chẳng bao giờ đọc sách. Chỉ là quen biết một vài tác giả và muốn xuất bản sách vậy thôi. Sách không phải là để kiếm tiền. Tôi đã từng quen biết không ít người làm sách trong ngành xuất bản. Họ đều nói với tôi, làm sách là một ngành công nghiệp. Sách cần phải bán, sách cũng chỉ là một món hàng như bao món hàng khác, mà một món hàng thì cần phải bán được. Ở gian sách của Jaffa, chúng tôi tình cờ quen với một tác giả đã từng dịch tập Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh qua tiếng Bangla. Bác nói nhiều về cuộc đời của cụ Hồ, về những năm tháng bôn ba ở Trung Hoa, ở Pháp. Bác còn hiểu về cụ hơn cả những người Việt như chúng tôi. Tôi mới thấy chẳng phải thế giới nhỏ bé đến thế sao. Tôi đang đọc Humayun Ahmed đây và một người Bangladesh thì đọc thơ Hồ Chủ tịch. Tôi có thể là một cây viết nghèo, nhưng tôi tự hào về công việc đó. Nhìn xem sức mạnh của văn chương. Một điều rất cần phải kể là những hình ảnh của hai cô gái Việt Nam trong hội sách được in lên hẳn một tờ báo của Bangladesh. 5. Nhiều năm về trước, tôi từng ước giá như mình có thể là một nhân vật của Murakami. Cái kiểu nhân vật của Murakami ấy mà, thích thì bỏ học, thích thì trốn trong thư viện, thích thì đi nói chuyện với một con mèo, thích thì chui xuống giếng, thích thì đi vào rừng, bỏ hết, đi vào rừng. Đi vào rừng là đi vào tâm hồn của bạn, bạn bỏ hết lại mọi vật chất ở ngoài kia và đi vào rừng, thế thôi. Chúng tôi đi vào rừng, xuyên qua những con đường mòn, những rặng cây, những con khỉ và những con vượn đu hết từ cành này sang cành khác, một con chim đen cất cánh bay. Làm tôi bất giác ngân nga một câu hát mà Paul McCartney đã từng viết. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Nói đến những con vật ở Bangladesh, tôi lại nghĩ mình phải nói về những đàn chim và những đàn khỉ sống trong thành phố. Một hôm, khi đi vào khu phố cũ của những người Hindu, Jaffa đưa chúng tôi vào một con ngõ hẹp và tối tăm, dẫn lên nóc nhà của một căn hộ nghèo của người lao động. Nơi ấy anh chỉ cho chúng tôi cả đàn khỉ chạy loang quăng đùa nghịch cùng nhau, kiếm thức ăn trên đường phố. Cờ của Bangladesh gồm một vòng tròn đỏ nằm trên nền xanh. Vòng tròn đỏ là mặt trời, xanh là cây cối. Bangladesh là một đất nước rất xanh, Jaffa giải thích. Có lẽ rất xanh, trừ Dhaka. Mặc dù thế, ngay trong lòng thành phố, ngẩng đầu lên vẫn có thể thấy những vì sao chưa bị khuất lấp như Hà Nội. Và những đàn chim trao nghiêng thì lúc nào cũng rợp trời. Đại bàng, quạ, bồ câu, cả những loài chim bay theo đàn. Không ai bắn chúng cả, không ai ăn chúng cả, không ai đuổi chúng đi. Những con chó hoang béo múp míp đi lang thang, nằm cả trong tòa quốc hội. Tất cả làm tôi nhớ đến hồi xem Kedi kể về những con mèo chạy rồng khắp Istanbul. Chính những con vật, chứ không phải những con người, là linh hồn của thành phố. Kế bên rừng không xa là những đồi chè triền miên. Những rừng cây cao su vươn lên trong hoàng hôn đỏ sẫm, cả những đồi trồng dứa sắc nhọn mà tôi bị đâm một nhát đau điếng vào mông nhưng vẫn phải tỉnh bơ. Một buổi chiều, ba chúng tôi ngồi bên bờ nước nở đầy hoa súng, những con vịt bay bì bạch, mặt trời xê bóng dịu êm, một con chuồn chuồn bay giật giờ trên những chiếc lá xanh, hai vợ chồng nhà ai chèo thuyền qua sông, nắng lấp lóa như một chiếc áo dệt bằng đá quý. Một buổi chiều như thế có thể làm gì ngoài phung phí thời gian và những cuộc nói chuyện vớ vẩn về cuộc đời? Hoặc là thời gian đã ngừng trôi ở đó. Nếu như tôi không thể viết dài thêm thì đó là bởi vì tôi đã mệt rồi. Còn nhiều thứ lắm mà tôi muốn kể ra và một lúc nào đó nhất định sẽ kể ra. Những ngày ở Dhaka nhiều muỗi, trong những ngày ấy tôi đọc được hết tập truyện của Humayun Ahmed. Có một câu chuyện kể về một người đàn ông bị lời nguyền khiến cho kiến luôn bu về phía ông ấy.
Có lẽ chúng tôi, mà chính xác là bạn tôi, cũng bị lời nguyền khiến cho muội bu vào. Nói sao về chuyện của Ahmed nhỉ? Độ 20 chuyện tôi đọc, quanh đi quẩn lại đều kể về cuộc gặp gỡ với những người xa lạ. Những người xa lạ có thể hiểu nhau đến mức nào? Tôi không biết, nhưng có những lúc họ có thể thực sự hiểu nhau. Chúng tôi vẫn chưa được đi Sudaban xem hồ Bengal, chưa ra được tới bờ biển dài nhất thế giới. Cả nhà thổ lớn nhất ở Bangladesh vẫn chưa được đặt chân, vậy mà đã đến giờ về. Time is not on your side. Có phải Bob Dylan đã từng viết như thế? Tôi nghĩ bây giờ mình có thể nói về cách thời gian trôi. Thời gian trôi chính là cách những tòa nhà lùi lại phía sau khi chúng tôi lên xe để tới sân bay trở về Hà Nội. Là cách ngày hôm qua đứng ở trên mũi tàu hát Let It Be và ngày hôm nay đã nằm trên máy bay nhìn ra ngoài cửa sổ. Những phong cảnh thường thay đổi quá nhanh. Không bao giờ tôi lại nghĩ máy bay là một phương tiện tốt. Chẳng hạn nếu bạn đi bằng tàu hỏa hay ô tô hay xe đạp hay đi bộ, mọi thứ sẽ dần dần biến đổi. Bạn nhìn thấy sự biến đổi đó, nhìn thấy con đường mình đang đi. Nhưng máy bay thì không, bạn leo lên, bị nhốt trong một cái hộp và điều tiếp theo bạn biết là bạn đã đáp xuống một nơi khác. Tất nhiên, cuộc sống luôn có nhiều điều khác đáng để chờ đợi. Jaffa nói với chúng tôi rằng anh luôn hạnh phúc trong giây phút này. Nhưng chẳng phải giây phút này sẽ biến thành giây phút trước hay sao? Tôi hỏi anh. Ồ, vậy thì có nghĩa là rất nhiều điều tốt đẹp đang đợi chờ phía trước. Anh đáp. Có thể là thế, có thể không. Nhưng dù là không, người ta vẫn có thể đi tìm thời gian đã mất như Proust. Proust đã làm gì nhỉ? Nằm lên giường và trong khoảng thời gian trằn trọc trước khi chìm vào giấc ngủ ấy, mất 10 trang để miêu tả những điều đã qua không còn quay lại. Lần đầu tiên, tôi thấy những gì Proust viết vẫn còn quá ngắn. Tháng 2 năm 2018. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên ấn like, share và subscribe hộ chúng mình nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Và mình là Khánh Linh. Bye!